cập nhật diễn biến cực nóng ngày 21 tháng 11. Tên lửa Storm nối đuôi nhau tấn công bằng kề chỉ huy ngầm công Putin, loạt tướng Nga và đầu tiên nguy kịch. Rủi ro ngày càng gia tăng, thêm nhiều quốc gia kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Ngũ chức đài xác nhận Mỹ sẽ chuyển minh sát thương cho Ukraine. Ukraine phản công chiếm lại vị trí, bắt giữ tù binh nga gần Chorok. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định cuộc chiến sẽ đổi chiều khi Ukraine được tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ nga. Kết thúc quý vị, theo các báo cáo mới, Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp để nhắm vào một cơ sở của Tổng thống nga ở khu vực Kursk ngay hôm qua. Các tên lửa này, vốn nổi tiếng về độ chính xác và khả năng tầm xa, được cho là đã tấn công một tòa nhà có trung tâm chỉ huy ngầm, nơi đồn trú của các tướng quân sự chủ chốt của Nga và có thể là của Triều Tiên. Những dấu hiệu ban đầu, bao gồm cả mảnh vỡ tìm thấy tại địa điểm này, cho thấy tên lửa được sử dụng thực sự là tên lửa Storm Shadows do Anh sản xuất, chứ không phải tên lửa Scalp của Pháp một quan chức phương Tây xác nhận rằng đây là lần đầu tiên Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, một động thái diễn ra sau khi Hoa Kỳ cấp cho Ukraine quyền tiếp cận tên lửa ATACMS Tomsa chỉ vài ngày trước đó. Theo các báo cáo của Nga, có tới 12 tên lửa đã được phóng vào khu vực Kesk vào thứ tư 20 tháng 11, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác tàn khúc. Glass Report trích dẫn các nguồn tin địa phương tiết lộ rằng mục tiêu có khả năng là một cơ sở an ninh cao, được cho là nơi đặt sở chỉ huy của lực lượng Nga trong khu vực. Cấu trúc này được cho là một bong kê chìm được giới lãnh đạo Nga sử dụng, với tuyên bố rằng nó cũng đóng vai trò là căn cứ hoạt động cho các chỉ huy Triều Tiên. Cơ sở ngầm này nằm gần làng Marino, từ lâu đã được đồn đại là nơi diễn ra các hoạt động quân sự quan trọng của cả hai quốc gia. Trước đó, trang military.com của Bulgaria đã đưa tin rằng các mảnh phở tên lửa được đánh dấu bằng nhãn hiệu Storm Shadow đã được tìm thấy gần làng Marino, nằm trên xa lộ I-38 ở Kursk. Một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội bởi Class Report đã xác nhận phát hiện này với một mảnh phở được đóng dấu rõ ràng bằng tên Storm Shadow. Bằng chứng này hỗ trợ cho tuyên bố rằng Ukraine hiện đang tích cực sử dụng những vũ khí tinh vi này để nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga trên đất nước của họ. Tên lửa Storm Shadow ban đầu được cấp cho Ukraine để sử dụng trong biên giới của nước này là một vũ khí đáng gờm có khả năng tránh được các hệ thống phòng không hiện đại. Với tầm bắn lên tới 250 dặm, hơn 400 km, những tên lửa này được thiết kế để tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù với độ chính xác cao việc Anh đồng ý triển khai Storm Shadow chống lại các mục tiêu của Nga cho thấy một sự thay đổi lớn trong phạm vi phản công của Ukraine cho phép Kiev tiếp cận các tài sản có giá trị cao, được bảo vệ tốt trước đây nằm ngoài tầm bắn. Một chuyên gia quốc phòng Ukraine viết cho ấn phẩm Depends Express lưu ý rằng quy mô của cuộc tấn công vào cơ sở Kursk cho thấy sự hiện diện của các chỉ huy cấp cao của Nga, bao gồm cả các tướng lĩnh từ cả Nga và Triều Tiên. Ấn Phẩm nhấn mạnh rằng số lượng lớn tên lửa được sử dụng cho thấy thêm một mục tiêu quân sự quan trọng là trọng tâm của cuộc tấn công. Việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow cho lãnh thổ Nga không chỉ có ý nghĩa quan trọng vì độ chính xác, mà còn là vì những hậu quả chính trị. Các quan chức quốc phòng Anh từ lâu đã thận trọng về việc sử dụng vũ khí tiên tiến như vậy, và điều này đánh dấu sự leo thang đáng chú ý trong chiến tranh. Vương quốc Anh đã chấp thuận sử dụng tên lửa này bên trong biên giới Ukraine vào đầu năm nay, nhưng việc sử dụng chúng chống lại các mục tiêu ở Nga báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc chiến đang diễn ra. Theo gương Hoa Kỳ, khi nước này bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa atacms ms chống lại các vị trí của Nga. Hệ thống tên lửa Storm Shadow có giá 800.000 bản Anh một chiếc, sử dụng hệ thống dẫn đường CBS tiên tiến để điều hướng qua các môi trường phức tạp và phóng tải trọng với độ chính xác chết người có khả năng đạt tốc độ lên tới 600 dặm một giờ. Những tên lửa này là cơn ác mộng đối với bất kỳ lực lượng phòng thủ nào, khiến chúng trở thành tài sản vô giá đối với Ukraine khi nước này tiếp tục tấn công vào các vị trí của Nga. Trong khi chính phủ Anh vẫn chưa bình luận về các chi tiết cụ thể của cuộc tấn công hoặc bất kỳ chi tiết hoạt động nào, rõ ràng là Ukraine đã tăng cường sử dụng các cuộc tấn công chính xác tôm xa, nhấn mạnh sự ủng hộ ngày càng tăng của quốc tế đối với các nỗ lực chống lại Nga khi Kiev nhận được nhiều vũ khí tiên tiến hơn và cuộc chiến tiếp tục leo thang, vẫn chưa biết Moscow sẽ phản ứng như thế nào với các chiến thuật ngày càng hung hăng này trong biên giới của mình. Rủi ro ngày càng gia tăng, thêm nhiều quốc gia kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức Dialogue.ua đưa tin các đại sứ quán nước ngoài phản ứng hoảng loạn trước sự leo thang của cuộc chiến tranh Nga chống lại Ukraine. Kazakhstan, Kyrgyzstan và Azerbaijan là ba quốc gia mới nhất kêu gọi công dân của họ tạm thời rời khỏi Ukraine. Những tuyên bố đáng báo động như vậy đã xuất hiện trên các nguồn thông tin chính thức của các bộ ngoại giao vào ngày 20 tháng 11. Đại sứ quán Azerbaijan đã hủy buổi tiếp đón lãnh sự vào ngày 20 và 21 tháng 11 do thông tin lan truyền về nguy cơ an ninh gia tăng. Những công dân chọn ở lại trong nước được khuyên nên hết sức chú ý đến các tín hiệu không kích và hành động theo khuyến nghị của chính quyền Ukraine. Về phân minh, Kazakhstan và Kyrgyzstan khuyến nghị công dân của họ xem xét khả năng rời khỏi lãnh thổ Ukraine cho đến khi tình hình ổn định. Họ đề nghị tới Ba Lan hoặc Moldova. Trước đó, vào ngày 20 tháng 11, các đại sứ quán Hoa Kỳ, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý tại Kiev đã tuyên bố tạm thời đóng cửa do có thông tin về một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn có thể xảy ra từ Liên bang Nga. Nhân viên được khuyên nên ở những nơi an toàn. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, thật không may mối đe dọa pháo kích từ quốc gia xâm lược Nga đã trở thành hiện thực hằng ngày đối với người Ukraine trong hơn 1.000 ngày qua. Ông khuyến nghị các đại sứ quán nước ngoài không nên leo thang tình hình và mọi người dân Ukraine hãy cảnh giác và không bỏ qua các tín hiệu không kích. Ngũ chất đài xác nhận Mỹ sẽ chuyển mình sát thương cho Ukraine Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin xác nhận rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển mình sát thương cho Ukraine liên quan đến sự thay đổi chiến thuật của quân đội Nga. The Guardian viết với AP. Ông đã đưa ra tuyên bố tương ứng khi nói chuyện với các nhà báo vào ngày 20 tháng 11 trong chuyến đi đến Lào. Theo ông, lực lượng mặt đất của Nga hiện đang dẫn đầu phong trào trên chiến trường. Vì vậy, Ukraine cần có những thứ để giúp làm chậm lại những nỗ lực này của phía Nga. Ông Austin nói, chúng tôi có thể kiểm soát thời điểm chúng, mình, Union, sẽ tự kích hoạt, tự phát nổ, và điều đó cuối cùng khiến chúng an toàn hơn nhiều một ngày trước khi tờ Washington Post đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp miền sát thương cho Ukraine, người ta lưu ý rằng họ nên giúp lực lượng vũ trang Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Nhà quan sát quân sự Denis Bobofit nhắc nhở rằng Ukraine là một bên tham gia công ước về phá hủy miền sát thương, và do đó điều này ngăn cản lực lượng vũ trang sử dụng những loại miền như vậy. Rõ ràng là trong khi chiến tranh tiếp tục, chúng ta phải đình chỉ hoạt động của mình, tham gia công ước này và sử dụng miền sắc thương rộng rãi hơn. Cô đội Ukraine phản công chiếm lại vị trí, bắt giữ tù binh Nga gần Tarek. Các chiến sĩ của tiểu đoàn đặc nhiệm Sarkvan thuộc liễu đoàn cơ giới độc lập SOA-18 mang tên Hiệp sĩ của chiến dịch mùa đông đã giành lại được vị trí ổn định tình hình ở một trong những khu vực gần Torek thuộc vùng Donetsk và bắt giữ người lính Nga làm tù binh. Dịch vụ báo chí của lữ đoàn này đưa tin trên Facebook. Báo cáo cho biết, kẻ thù đã cố gắng tuyệt vọng để ngăn chặn binh lính của chúng tôi bằng máy bay không người lái, nhưng vô ích. Việc đào tạo, lập kế hoạch và động viên chất lượng cao của các hiệp sĩ đã đóng vai trò quyết định. Các vị trí hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Ukraine trong cuộc tấn công, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt hai người Nga cùng số lượng quân chiếm đóng đầu hàng và những người khác bỏ chạy. Người chỉ huy của một trong những nhóm tấn công đã trình chiếu đoàn phim ghi lại cảnh dọn dẹp các vị trí. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định cuộc chiến sẽ đổi chiều khi Ukraine được tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine thực sự đã bắt đầu sử dụng các hệ thống của phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Điều này cho phép quân đội Ukraine tiến hành hiệu quả hơn một cuộc chiến tranh đa miền hiện đại. Điều này được OBC Ukraine đưa tin có tham khảo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Cần lưu ý rằng, một loạt cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ trên lãnh thổ Nga vào ngày 19 tới 20 tháng 11 cho thấy sự khởi đầu của Ukraine trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa cho phương Tây cung cấp để tạo ra các gói tấn công phức tạp và hiệu quả hơn. Báo cáo cho biết, đặc biệt trong các cuộc tấn công, lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công tầm xa và tên lửa Storm Shadow, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu quân sự khác nhau ở hậu phương Nga. ISW cũng lưu ý rằng các hệ thống và khả năng mà cả đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine cũng như hoạt động sản xuất công nghiệp, các hệ thống phòng thủ và các nỗ lực đổi mới của nước này mang đến cho nước này những cơ hội lớn hơn để tiến hành thành công chiến tranh hiện đại trên quy mô lớn đa miền. Cần lưu ý rằng, Ukraine đã chứng minh tính hiệu quả của mình trong việc sử dụng máy bay không người lái, thường được sản xuất trong nước để tấn công các mục tiêu quân sự khác nhau ở hậu phương Nga, bao gồm các căn cứ không quân, sở chỉ huy và kho pháo binh. Các vũ khí Ukraine đã trang bị các máy bay không người lái trên không và trên biển, cũng như máy bay F-16 do phương Tây cung cấp, hệ thống HIMARS và tên lửa đạn đạo ATAC-MS. Mặc dù điều kiện sử dụng các hệ thống sau này đủ hạn chế để mang lại lợi ích tối đa cho quân đội Ukraine, các lực lượng có thể nhận được lợi ích từ việc sử dụng chúng. Báo cáo viết, Viện ISW cũng lưu ý rằng những hạn chế của phương Tây liên quan đến khả năng Ukraine sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga đã hạn chế khả năng của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc phát triển các gói tấn công phù hợp. Viện ISW cho biết, Ukraine cần thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cũng như sự đổi mới và sản xuất trong nước để tiếp tục chế tạo và sử dụng các hệ thống tấn công nhằm tấn công vào hậu phương của Nga cũng như tấn công trên chiến trường từ cấp độ chiến thuật đến cấp độ tác chiến cho các quốc gia nghiên cứu chiến tranh. Trong năm nay, quan chức Kiev đã tăng cường kêu gọi các nước châu Âu và Mỹ với yêu cầu cho phép tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo Tomsa, ATAC-MS và tên lửa hành trình Storm Shadow. Tuy nhiên, cả đối tác không cho phép điều này xảy ra vì họ lo ngại leo thang đáng kể. Ngày 18 tháng 11, do sự tham gia của binh sĩ đầu tiên vào cuộc chiến của chế độ độc tài Vladimir Putin, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, vào đêm 19 tháng 11, lực lượng vũ trang Ukraine lần đầu tiên tấn công một cơ sở quân sự ở vùng Bryansk bằng tên lửa atacms ms Ngoài ra, chính quyền Joe Biden còn cho phép tên lửa hành trình Storm Shadow Scab chứa các bộ phận của Mỹ bắn vào các khu vực hậu phương của Nga. Theo báo cáo phân tiện truyền thông, chính phủ Anh và Pháp đã cấp phép tương tự. Những nước có mối quan tâm quốc phòng sản xuất loại tên lửa này, nhưng chỉ giới hạn về sử dụng nó ở khu vực Kursk. Vào thứ Tư, ngày 20 tháng 11, người ta biết rằng lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng Storm Shadow lần đầu tiên trên lãnh thổ Liên bang Nga. Cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào sở chỉ huy ngầm của quân đội Nga ở khu vực Kursk, nơi có lẽ cũng có các tướng lĩnh Triều Tiên và Nga đang làm việc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.com ptv.amuz@gmail.com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.